Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ trường Đại học Hồng Đức. Hội đồng trường công bố nghị quyết bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2024-2029. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hội đồng trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2024-2029, công nhận Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Viết Báu, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019-2024, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2024-2029. Công nhận Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2019-2024, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2024-2029. Cũng tại hội nghị, đại diện Trường Đại học Hồng Đức đã công bố các nghị quyết của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2024-2029, đối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Mai, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Bá Thìn và Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Thành. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang gửi lời chúc mừng đến các đồng chí được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ mới 2024-2029. Đồng thời nhấn mạnh những công việc, nhiệm vụ tiếp theo mà nhà trường cần tập trung để xây dựng và phát triển Trường Đại học Hồng Đức sớm trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn mạnh của cả nước, hội nhập với các trường đại học tiên tiến trong khối ASEAN và quốc tế.